Hello, chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Hôm nay thì mình sẽ thử gắn scope to vào cây Honey Badger để sấy xa xem như nào anh em nhá. Nhiều bạn còn nói là cây này mà sấy xa thì gọi là cực kỳ mù mắt luôn. Nhưng mà theo mình nghĩ, những cây súng nào mà độ giật càng cao thì các bạn cứ chỉnh độ nhạy cao lên thì các bạn sẽ gọi là tiết chế được cái độ giật của nó thôi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ vẫn giữ nguyên cái độ nhạy của mình và mình thử, có nghĩa là khi bình thường mình hay sấy M44X như nào thì mình để nguyên, mình sấy với lại cái cây Honey Badger này với cốp to ấy thì xem đây nó có giật hay không anh em nhá. Rồi đây một tên trước mặt này, thanh niên à, vừa lấy được súng thì cũng chết rồi. Bên phải mình một tên đang chạy hay sao ấy, à kia kìa, rồi thanh niên chạy về nhà rồi anh em ạ. Vào đây chắc không có súng để té luôn. Ồ, ngay phía sau lưng mình này. Ố, có tên trước mặt này. Ôi rồi ôi bạn ơi. Ôi rồi lộ bông, bờ mông quyến rũ. Và cái tên bên kia nó chạy qua kia, nó lấy xe nó chạy luôn à. Đây có một tên nó đứng kê ngay sau lưng này. Vừa nghe tiếng chân lục đục ngay gần đây luôn. Đâu ta? Ô, tiếng chân ngay trước mặt mà sao mình không thấy nhở? Nó chạy qua bên này rồi à? Đúng rồi. Kìa, trước mặt một tên vừa mới nhảy ra anh em ạ. Để mình ra mình bắt cái tên áo đen đi, tên này chưa có súng ấy sao ấy. Đây một tên bên trong nữa, đây rồi. À tên kia có súng à, nào xuống đây bạn, nó đứng ở trên rồi bây giờ làm sao nhở. Ố, nhảy xuống luôn này. Thôi chết rồi, hết đạn rồi. Thôi thôi lùi lùi lùi, có một tên nữa. Đừng di chuyển. Ơ, cái nút rút lui của mình đâu nhở? Có chừng bị nốc. Ơ, sao lại cái voi chat này nó bị thay đổi đừng à? Di chuyển. Thôi xong rồi. Rồi mình định gọi là báo vị à, báo rút lui nhưng mà mình không báo được anh em ạ. Đây hồi có đạn rồi. Mẹ, đèn thế. Đấy mà còn đạn thì ngon. Kìa. Rồi ôi tí chết anh em ạ. Mẹ. Mày thế, tên này nó solo à? Bắn nó chết luôn này. Ố, còn tiếng chân này. À con bắt. Đậu xanh hết mất đạn cho nên là bé bị nó gạt mất rồi anh em ạ, cay thật. Trên kia có tiếng UMP nghe kiểu sai sai ấy nhở. Boss này nó không táp như này đâu. Boss này hơi giả nai anh em ạ. Đây rồi, mình đã có cốp 4. Đấy. Để từ từ, mình ra đây mình xem cái tên UMP nãy nó khều khều khều, biết nó có công không. Đây, biết ngay mà. À, đảo à, đảo à. Đảo đi đâu, thích giang lạc không? Gạt luôn. Này thì giang lạc này. Đấy, tranh thủ lút mấy cái hòm này anh em ạ. Thôi xong rồi, nó công vào rồi. Hai tên luôn. Không tên nào leo vào. Nó lại đi đường bên trong rồi. Đây có tên. Nhảy sau này. Một tên trong này nữa. Đây mình sẽ dội quả bom vào bên trong luôn. Kiểu gì chẳng chết. À, chạy ra nó đón mình này anh em. Đấy hit bom đi. Yếu chắc rồi, thêm một viên nữa rồi. Xin vĩnh biệt bạn. Ôi cái gì đây? Ăn quả bom mới lại hit 3-4 viên súng này mà vẫn không chết á. Ông này trâu bò thế. Được rồi. Ok không? Kẹt đạn. Vãi nồi ạ. Sao dạo ở đây cây súng này mình cảm giác nó hay kiểu bị kẹt đạn lắm nhá. Mỗi lần mà mình rút súng ra mình bắn luôn thì nó không bắn được anh em ạ. Để xem như nào chứ bình thường mấy cây súng khác mình rút ra cái là bắn được. Này có tiếng bác ghi nó vừa lao lên trên khu nhà trên rồi. Rồi. Đấy bây giờ mình sẽ chuyển cốp 4 qua cây súng này mình sấy nhá. Đẩy lên luôn. Đó. Nó vẫn đang bắn á. Như là bắn con boss hay sao ấy. Chẳng biết nữa. Kìa. Ngay trước mặt. Vừa thấy nó đang tính công lên mà nó lại lùi về sau. Như kiểu nó thấy mình rồi hay sao ấy nhở. À đây thanh niên vòng qua bên chỗ hòn đá này. À đang lút à. Trời ơi. Giật đấy anh em ạ. Để nguyên cái độ nhạy cốp 4 mà mình hay sấy với lại M4 đi. Mà giờ sấy cái này thì thật sự nó phải giật gấp 3 lần luôn. Rồi đẩy luôn. Không trúng rồi. Cho quả bom lửa vào. Rồi xong. Bé xử luôn rồi. Nói chung là đỡ làm sao được. Team mình hai người thôi nhưng mà khép góc như này thì không còn lối nào để mà chạy được. Đây còn mỗi tên này nó ra đây nó lút à. À có con boss. Đây này test luôn test luôn. Ui. Tưởng nốc. Rồi cây này sấy xa mình thấy đam hơi bị yếu nha. Con này nói chung là bắn xa là không ổn tí nào luôn anh em ạ. Con này chỉ bắn tầm gần và tầm trung thôi.
Chứ còn bắn xa là quá si đà. Úi, có xe. Người, có người. Rồi, có một con xe máy 3 chỗ. À, xe bốc khói lúc này. Cho nổ xe luôn. Ờ, nốc rồi kìa. Thấy nổ bị nổ xe nốc một tên Ấn Độ kìa. Lâu lắm rồi mới gặp mấy ông Ấn Độ nhỉ. Hình như là có mỗi tên này thôi sao ấy mà. Anh nên đi ăn quả lẻ này. À, hình như là boss thôi. Đây, tạt qua ăn kiểu boss đi. Hai con boss luôn. Đấy. Ồ, có phải là gan ở trong trường học. Đây, gắn nốt con boss này rồi mình qua luôn. Nó bắn trường học hay sao ấy nhở? Nghe rất là gần luôn. Ờ, hình như là trường học rồi. Bây giờ mình sẽ vòng ra phía sau và gọi là đâm xe thẳng vào bên trong trường học luôn anh em ạ. Đấy, cái lối công mà mình rất là hay sử dụng. Lối công này mình từng gọi là clear thì ui thật chết rồi. Mẹ bị kẹt xe. Để lao vào. Nóc này. Đẩy vào đây. Ui rồi ôi. Gạt luôn. Mày nhá. Hình như là có hai tên hay sao ấy. Thấy tên này nó bò ra cho mình phơm rồi. Úi. Ui từ từ. Có xe bác đi. Đây để bế vào, để bế vào đi. Kìa nó đang đi mà quả đấy nếu mà để yên là cứu chắc là được đấy. Nhưng mà thôi. Vào đây cho an toàn cũng được. Ồ, trong này vẫn có con người này. Tương súng bắn biết hồ bơi hay sao ấy. Cái tên bác ghi nó đâm xe xong nó đi đâu nhỉ? Vừa thấy nó đứng ngay sau gốc cây mà. Ơ. Vãi nổi hai tay chân này à? Rồi, nốc một này. À, đây rồi. Nghe thấy cái tên bác ghi sau hàng rào ấy. Thấy. Như kiểu hai team hay sao ấy nhỉ? Tại vì nãy mình nhớ mình bắn hai cái tên mà lúc công vào ấy là team nước ngoài. Có tên trên này mình nốc là team Việt Nam. Đây trước mặt này. Ồ, đông anh em ạ, nguyên team khác rồi. Gạt luôn đi, đây hai ba con vịt này. Để lúc nào cũng hai ba con vịt. Còn tên trên nóc nữa. Ồ hay. Nóc thằng ở ngoài nhá. Rồi hay luôn, tên bác ghi mà. Tên bác ghi này là team khác rồi. Còn bọn ở trên chung cư này vẫn đang còn một nữa. Rồi, tìm bom. Đây, có bom lửa luôn với lại bom nổ đây. Cái tên trên nóc này bây giờ chỉ có dùng bom thì mới xử lý được nó thôi. Rồi, đây này. Có xe vào à? Chắc là bạn của cái tên kia ấy mà. Ui, hai thằng. À, nó vào nó chơi luôn, thì chuẩn rồi. Nó lên cứu thằng kia. Đây để cho các bom lửa. Rồi hết cứu luôn, final rồi. Nó chạy ra, lại leo vào. Đủ. Tên này như kiểu nó di chuyển, nó lừa mình hay sao ấy nhở. Nó không thèm công, nó bắn mình này. Nó chạy qua kia rồi. Đây, cả hai tên ngay trước mặt luôn. Nó đứng bên ngoài một tên, với lại vào trong một tên. À, tên này đang tính phi lên trên nóc hay sao ấy. Phi hụt rồi, phi hụt rồi. Rồi, nó phi lên rồi. Thế đẩy luôn đi, đẩy luôn cái thằng ở trên nóc đi. Thằng trên nóc ăn một viên rồi. Dồn đẩy thằng trên này trước đi. Đây rồi. Này thì phi lên đây. Còn tên ở dưới nữa. Từ từ nha, để uống phun máu phun nước đã. Bọn này đẩy mới tách nhau ra đây là dở rồi. Đẩy cùng nhau thì đang còn có cơ hội cover chứ. Đẩy lẻ nhân này cứ bắt từng tên dễ lắm anh em. Mà lại có thêm người đi cùng nữa. Còn tên trước mặt mình cũng đã đứng chỗ nào. À tầng 1. Đây ngay phòng bên trái luôn. Đây ngay phòng trước mặt mình này. Đẩy luôn. À phía sau à. Rồi ok. Leo. Bọn Indo. Còn cái team ở trên nóc hồ bơi là team Việt Nam. Vẫn đang còn một tên nữa. Đây, cẩn thận tên đấy đấy. Mà không biết là bạn nó còn hồi sinh nữa không? Đấy kìa. À đây, nó nhảy xuống rồi này. Nó vẫn ở trên đấy sao ấy? Nó nhảy rồi. Đây, nhảy lùi ra phía sau rồi. Ông này tính làm gì đây? Tính chạy hay sao ấy nhở? Ra góc bờ tường rồi hay sao ấy? Ố, chạy luôn kìa.
nó bị tên nào bắn ấy. À, lại nằm ở đây một tên. Ui rồi ôi, vẫn nốc được. Gạt luôn này. Ừ. Con này sấy xa đam yếu thật mọi người ạ. Đam mình thấy nó bé tí à. Đã giật lại còn sấy xa, lại còn đam yếu này thì tốt nhất là cây này không nên sấy xa nha. À, trên đồi dốc. Có tên đang nhìn mình. Kiểu anh em kiểu biết cái máy khâu không? Thì con này kiểu không khác gì cái máy khâu, đúng nghĩa đen luôn đi. Nó dập dã man luôn. Khu nhà kia có người kìa, bác ghi kìa. Rồi rồi, thấy rồi. Có người luôn. Ui đồng đấy. Me không được không được. Đang tính công vào nhưng mà thôi, đi bác ghi mà nguyên team như thế thì toàn. Đấy. Sấy vỡ cả hai lốp này, thôi vứt luôn rồi. Coi như con xe này vứt luôn rồi. Úi giời, chuẩn lẹ quá AMR. Vào đây dùng lân để mình di chuyển đi. Thôi, bắt buộc phải công với bọn nhà Doraemon để lấy bo luôn. Này, dùng lân mình di chuyển này, phi thẳng vào luôn nha. Có xe đang sau đít này. À, từ từ, có xe à? Nó dừng luôn này. Ô. Từ từ nha, bọn này sao nó lại dừng chứ, nó không đi bo ta. Chỗ này ao bo rồi mà. Đẩy luôn à? Một tên đẩy qua trái rồi này. Đẩy luôn ra trong nhà này. Rồi. Bắt được một ông. Còn hai tên nữa. Thôi chuồn lẹ đi. Không chết bò đấy. Bọn kia nó cam nữa. Bách về đi. À, mình lấy lên mình lấy lân mình di chuyển luôn đi, đi vào 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 trong bo cam bọn này thôi. Chứ bây giờ bắn nhau là bị bọn còn hai thằng nữa. Bị bọn kia nó ra nó. Ơ à, thấy một tên chạy này. Ôi rồi ôi. Không được anh em ạ, sấy không trúng bên nào luôn. Có đấy mà M4 lăn đốc rồi. Ôi, sợ bọn này nó chiếm nhà trước mặt, nó càm bo thì toàn. Mày đẩy nhanh. Hay là vào luôn cái nhà trước mặt này, cam cái bọn ngoài bo trước. Úi rồi, có người luôn. Đây, đây, dừng nhà này đi. Đứng đây cam bọn kia. Ô, tên này công luôn à? Thôi xong rồi. Bọn này cùng team rồi à? Ngay nó qua đây một thằng nó cam bo mà. Vào đây bạn. Mê cái tên này. Giật dứ đấy chứ. Ui rồi ôi. Khó thế nhờ, nó cam hai thằng hai đầu này. Mê thằng kia nó cứ giật dứ nó có câu thời gian cho thằng đồng đội nó tới nó móc mình nghe mà bực thật. Ui dồi ôi, ông nội Việt Nam bắn móc lốp mà cũng không ăn được nó luôn kìa. Tên này phản xạ được ấy. Ô. Phải nổi thêm tên nào nữa. Bây giờ lấy xe mà bo. Ôi, ok, bye bye mọi người nha.